Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mừng em sinh nhật thứ bao nhiêu sinh nhật cũng không nhiều. Này anh em chị hãy vui theo, bao nhiêu sinh nhật cũng chia đều. Mừng em sinh nhật thứ bao nhiêu sinh nhật cũng không nhiều. Này anh em chị hãy vui theo, bao nhiêu sinh nhật cũng chia đều. Bao nhiêu sinh nhật cũng không nhiều. Này anh em chị hãy vui theo, bao nhiêu sinh nhật cũng chia đều. Mừng em sinh nhật thứ bao nhiêu sinh nhật cũng không nhiều. Này anh em chị hãy vui theo, bao nhiêu sinh nhật cũng chia đều. Mừng em sinh nhật thứ bao nhiêu sinh nhật cũng không nhiều. Này anh em chị hãy vui theo, bao nhiêu sinh nhật cũng chia đều. Mừng em sinh nhật thứ bao nhiêu sinh nhật cũng không nhiều. Này anh em chị hãy vui theo, bao nhiêu sinh nhật cũng chia đều. Cho con là một chiếc lắc, một chỉ vàng 24K.
Còn ai? Sâm. Sâm. Chuyên viên nhỏ nó bước làm sao vậy? Bước làm sao vậy? Thụng nổi mấy tay. Đừng nhát vậy. Bắt vàng. Bắt vàng. Đó, bắt vàng. Bước 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 qua bên kế bên nó giùm con đi. Kéo mâm xích vô. Ờ, kéo mâm xích vô cho nó. Rồi, xích gì bắt mấy con. Bắt gì bắt mấy. Vô. Bắt vàng là tiền. Bắt vàng bắt tiền luôn. Rồi, vàng tiền rồi đó. Bắt tiền rồi. Bắt gì nữa? Bắt tiền, bắt vàng. Bắt vàng với tiền. Bắt vàng. Bắt gì nữa không? Đấy bà. Bắt gì nữa? Bắt tiền nữa hả? Rồi mấy cô mình cho tiền. Mấy cô mình cho tiền bước vô trong giùm con mấy cô ơi. Cho bà nội nữa hả? Bắt tiền nữa hả? Rồi bắt nữa. Rồi bắt cái gì nữa? Con lấy cái gì nữa? Đây đó hả? Còn chi? Rồi mấy cô mình cho quà bước bên kia giùm con đi. Cảm ơn bà ba, cảm ơn bà xã. Ba đây cục đầu. Mình anh đứng đây là ai với bà ba này nha. Cảm ơn anh với bà ba cho con á. Sáu bắt vàng, bắt tiền, bắt cái gì? Vậy hả? Đưa ông nội cắt đi, con đưa cho ông nội đi. Cho bắt hộp vàng. Cái này cục xôi ăn luôn. Bốc vô ăn luôn. Lấp lánh đèn cài
hoan nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt đèn. Happy birthday, happy birthday to you. On this day all together we'll be. I will all sing for your birthday. 1, 2, 3 we'll blow out the candles. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Ngày hôm nay ta cùng họp ở nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt đèn. Happy birthday to you. On this day all together we'll be. I will all sing for your birthday. 1, 2, 3 we'll blow out the candles. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you.
I'm
trả lại cho người. Thành phố sau lưng mọi ngọn rừng non, dành cho tôi đi ăn trên lá, còn xa tôi chân buồn đêm có mừng sinh nhật của cháu Lê Đức Anh. Ở thay mặt gia đình thành thật đa cả tấm lòng vàng quý báu, không rối còn tiếng nói hơn, quý vị tranh thủ thời gian đến đây cùng gia đình uống một ly rượu chúc mừng cho cháu được mãi mãi và tình thương đối với ông bà cô bác và anh chị. Tôi thay mặt gia đình thành thật đa cả tấm lòng vàng quý báu quý vị, nhưng hôm nay đối với tấm lòng này, đối với Hồng Thanh không biết còn nói gì tờ hơn về tính tường thương mà quý vị đã tranh thủ về đây cùng gia đình và chúc mừng cho cháu đừng cho Đức Anh cháu lớn. Điều này quan tâm nhất đối với quý vị tranh thủ thời gian về đây cùng cháu nhất là thầy thế ở thành phố Hồ Chí Minh và tranh thủ về đây cùng với quý vị. Và thôi cái gì cái cũng chúc một bản nhạc được mang tên tình thương mà dứt về quê hương. Hồi đó tôi về qua đây thì tôi quê Bến Tre, nhưng mà về đây thì có một người yêu tôi giờ trở về đây. Đó là một bản nhạc được mang tên Áo Em Chưa Mặc Một Lần.
Music.